Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận NFT đến từ ví Kalay Wallet nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mình, các bạn download về một cái ví có tên là Kalay, sau đó các bạn tạo tài khoản tương tự như ví Chocolate nha các bạn. Sau khi các bạn có tài khoản xong thì các bạn nhấp vào các bạn link airdrop nha các bạn. Rồi, dòng đầu tiên các bạn nên địa chỉ email của bạn vào nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ ví Kalay Wallet nè các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ ví Kalay Wallet của tất cả các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào một Enter nè các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nữa. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục retweet nè. Các bạn like nè. Chỗ này mình thấy cũng ứng dụng quy quyền nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh Telegram channel luôn nè. Rồi trên kênh Telegram nè các bạn join sao các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục còn join tiếp kênh seller nữa nè, kênh group. Sau này con này có về mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán sao nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Thì mọi thông tin nó ở đây nè các bạn vào đọc nha các bạn. Rồi trên minimum nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục bạn gì lấy link ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm to cần nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.